Quán TV. Anh ở đâu đấy, nơi đấy? Mình ở Lục Ngạn, Bắc Giang. Không. Thấy không? Vâng, hello trên kính chào quý vị và các bạn nhé. Lại đến với video ở trên kênh Xuân Muộn TV của mình. Mình rất là vui hôm nay mình lại được chia sẻ cho quý vị và các bạn biết về ngày hội. Ở đây có một cái chợ, mình sẽ đi ghi hình qua ở chỗ chợ đây, chia sẻ cho quý vị và các bạn cùng biết ở đây nhé. Chợ đây thuộc xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch. Một ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch hàng năm thì ở đây thì có diễn ra một cái ngày hội ở đây. Ở bên đằng sau mình thì có những các trại. Và bây giờ mình sẽ làm cái clip và tí mình anh chia sẻ cho xin quay ở khu vực trại trong kia cho mọi người cùng xem cái gì nhá. Và bây giờ mình sẽ đi ghi hình vào trong chợ một vòng ở đây, vì mình đến đây, mình lần đầu tiên mình đến đây thì mình đi chia sẻ cho mọi người và các bạn biết cái chợ Vạn Linh đây, thuộc xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đây, ngày hội hôm nay thì là diễn ra vào ngày mùng 2, mình vừa nói rồi, ngày mùng 2 tháng 2 nhé. Năm nay là năm Giáp Thìn. Còn dương lịch thì ngày 11 tháng 3 rồi quý vị ạ. Đây là chỗ, là chỗ cổng chợ chính này quý vị ạ. Cái cổng chợ rẽ vào đây này, thuộc thôn Phố Mới ấy. Cái chợ ở trong này. Và mọi người thì thấy kéo nhau về đây rất là đông nhé. Bắt đầu trưa này chắc là tí sẽ dồn ra ở cái chỗ khu vực sân bóng ở ngoài kia. Bây giờ mình sẽ đi ghi hình và chia sẻ cho quý vị và các bạn một vòng vào đây trong chợ. Đây, vâng, ở đây thì có rất là nhiều những chú lợn quay được bán ngày hôm nay. Đặc biệt ở lên các hội vùng cao ở trên Lạng Sơn thì có rất là nhiều các sản phẩm ẩm thực, đặc biệt như món lợn quay thì không thể thiếu được mọi người nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiến sâu vào ở trong bên trong chợ này. Cái đường là đường đi vào trong chợ mọi người nhé. Và hôm nay ngày hội thì mọi người rất là nhiều các gian hàng bán những cái thú đồ chơi gấu bông thì các kiểu rất là nhiều. Vâng, bây giờ đang vào buổi giữa trưa, mọi người thì đang cùng nhau vào trong chợ này. Vâng, chào anh nhá. À, mọi người đang thi nhau vào trong này để ăn trưa. Các chị bán đồ thuốc dân tộc. Mình toàn bộ bán thuộc cây nam, thuốc nam. Nó bù nháo bù nhau. Ngày hội này có bán được không hả bạn ơi? À, mình nghĩ là dân tộc Giao ấy hả? À, dân tộc Giao. Nhà mình ở đâu đi bán đây? À, Bắc Sơn này, ra Bắc Sơn. Và ở đây thì có rất là nhiều các sản phẩm từ thuốc này mọi người, đây này, đây những cây thuốc rừng, những cây này lấy ở rừng hả? Toàn cây thuốc rừng thôi. Rồi chào bạn nhá, chúc bạn ngày hội bán được nhiều hàng nhá. Và mình sẽ đi tiếp tục vào bên trong chợ đây quý vị nhé. Mọi người đang di chuyển vào bên trong này chắc lại ăn trưa, bởi vì bây giờ đang vào giờ trưa rồi. Mình thì không biết là cái chợ này nó rộng như thế nào thì mình không biết, gọi là mình đi đến đâu thì mình biết như vậy thôi, bởi vì mình cũng lần đầu tiên mình đến đây. Vâng, ở đây có rất là nhiều các đồ của dân tộc bán. Quần áo của dân tộc. Vâng, lại quay đây thì được rất là nhiều người dân bán lợn quay, cũng như các món ăn trưa, bánh phở. Đây gọi là bánh phở hả chị? Bánh phở. À,
bánh phở Vạn Linh. Đây là người ta gấp gọn lại để là ăn chấm luôn, chứ không dùng thái làm phở nữa. Nếu mà thái ra thì rồi. Đấy. Thái phở người ta thái rồi, gập to hơn người ta thái mới thành thái thái thành phở phở tươi đấy hả? Phở tươi hả? Đây là người ta gập nhỏ để cầm chấm mà chấm. Cái lần quay như thế này bình thường anh bán như thế nào, anh bao tiền một cân? Anh bán 200 một cân cơ. 200 một cân à? Vâng. Vâng, 200 cân hợp lý thôi. Vâng. Giá thị trường thôi mà. Vâng. Hôm nọ lên khu Lộc Bình ở thành phố là 200, 250, 250 vâng. 250 nó là cái thành phố nó khác. Ừ. Cái thành phố nó khác. Vâng. Chắc ở quê thì nó khác hơn nữa. Vâng, chào anh, chúc anh ngày hội bán hàng may mắn nha. Vâng. Mình sẽ tiếp tục di chuyển vào bên trong chợ nữa quý vị nhé. Vâng, ở đây thì mình vừa đi mình vừa giao lưu nói chuyện hỏi bà con buôn bán ở đây một chút. Mình còn chưa biết là cái chợ này họp vào ngày nào nữa cơ. Mình chưa hỏi quý vị. Tí mình sẽ gặp bạn nào vui tính thì mình sẽ hỏi. Vâng, ở đây là rất là nhiều các đồ ăn thức uống này. Em chào anh chị nhá. Nhà mình bán bún phở hả? Vâng vâng. Em đi ghi hình chợ mình một tí. Thường thường cái chợ mình là họp vài ngày bao nhiêu? Ngày 5 ngày 7 nhỉ? Ngày 5 ngày 7 à? Vâng. Rồi, cảm ơn anh chị nhá. Chúc anh chị ngày hội bán hàng may mắn nhá, vui vẻ năm mới mạnh khỏe nhá. Vâng. Vâng, ở đằng kia đây đang có âm thanh khá là ổn quý vị ạ. Khả năng mình là đi qua nhanh một chút đây thôi. Vâng, mấy chị đang sắp nhảy ạ. Vâng, trời hiện tại là đang nắng mọi người ạ. Đằng sau mình thì có cái âm thanh nó hơi lớn tiếng quá. Vâng, này thì rất là nhiều các hàng quán đang bán hàng ăn trưa. Buổi trưa này thì mọi người đang vào các hàng quán để ăn trưa. Mình sẽ tiếp tục vào bên trong này nữa. Vừa nãy mình cũng chưa biết là cái chợ này nó rộng như thế nào. Hôm nay là ngày hội thì là chợ tất nhiên nó sẽ đông hơn bình thường rồi. Vâng, nhà ở đây khá là ổn đấy mọi người ạ. Mình sẽ đi nhanh một chút nữa qua cái chỗ nhạc này. Vâng, ngày hội đâu cũng thế, có rất là nhiều các gian hàng trò chơi bắn bóng bay đó. Mới là chuẩn bị 20.000 và được tặng hai cái kẹo. Chào hai bạn nhé. Hai bạn ấy như các hội cũng thấy hay đi bán ở ngày hội nhỉ? Ngày hội này có bán được hàng nhiều không? Cái này là gọi là cái gì đấy? Dễ gì? Dễ gió. Đánh gió đánh cảm nhỉ. Cái này mình bán theo cuốn như thế này à? Vâng, ở đây thì có rất là nhiều các cái này là có cả tên với là ảnh của mình luôn nhỉ? Dân tộc Dao. Vâng, hai bà này ở Bắc Sơn đi bán thuốc. Đau lưng đau xương đau khớp. Vâng, chào hai bạn nhá. Chúc hai bạn bán hàng may mắn nhá. Mình tiếp tục vào trong này ghi hình nữa. Chào, mấy người. Chào, mấy người.
là ngày hội hả cháu? Mình đang đi ghi hình một chút nha, tí mình nếu mà mình mua mình thì sẽ quay lại. Chợ là vào trong này chứ nhỉ? Đây cũng là chợ rồi. Ở trong kia hả vâng? Và mình vừa hỏi chị em kia là chợ chính thì vào bên trong này, mình sẽ di chuyển vào bên trong đấy nữa quý vị nhá. Và cái chợ này thì nó thuộc cái chợ xã. Chợ xã Vạn Linh. Nhưng mà ngày hội hôm nay thì cũng khá là đông. Ở trên này thì bà con dân tộc ở đây cũng đi chợ cũng đông mọi người nhé, và cũng có được rất là nhiều người mọi người ngày hôm nay thì đến đây vui chơi. Rồi đây những món lần quay, thôi lần quay thì mình hạn chế đi quay đi qua. Và mình đi một đoạn nhưng mà chưa đến những cái chỗ người ta bày bán ở chỗ chợ. Đây là ở ngoài đường đi thẳng vào trong chợ quý vị. Mình hàng hôi ở con đi quay người à? Đi vào à? Quay để lên tivi xem à? Không quay à? Không quay à? Sao lại không sợ? Nhưng mà người mình vẫn là người mà sao lại không giống là thế nào? Khác như thế nào? Khác ở chỗ nào? Khác hoàn toàn. Ôi giời, mình vẫn giống mọi người khác mà. Mà thậm chí còn nhìn còn dễ nhìn hơn nhiều người khác mà. Vâng, bên trong này chắc là một chút nó sẽ ra khỏi bên trong này quý vị ạ. Đến cái chỗ mà người ta bán hàng nhiều trong này. Chật rồi, bắt đầu chật rồi. Chỗ trong này là chỗ chính, chợ chính. Dâu tây. Cái dâu tây này thì bán như thế nào con dâu tây này? Cái này trồng dâu tây 30.000 một hộp này. Chắc là nửa cân. Ôi giời, chật thế này á. Chật kín ngày hội. Thế này thì đi cái kiểu gì ta? Ôi đoạn này chật quá mọi người ạ. Mình làm thế nào để đi qua đoạn này đây? Khó đi quá. Và mình cố chen vào đây xem nào. Cái đoạn này nó bé, cái đường nó bé. Cái đoạn này cái đường nó bé. Vâng, mọi người chen nhau này. Thế chứ này. Và mình đã chen được vào bên trong này rồi. Ui, đồng thế. Đi. Ôi đồng thế nhỉ? Chắc cứ đẩy chưa chắc quay. Cái này là ta. Ngồi
Và mày sẽ đi nặng bên này, đi vòng ra bên kia, ở trong này mới là chợ chính này. Măng YouTuber rồi. Vâng anh. Vâng vâng. Anh em ăn trưa chưa? Đông nhỉ. Vâng, chợ hôm nay là một ngày hội, đâm ra mọi người đến hội này thì sẽ đỡ đông hơn so với các ngày khác. Mình đi dạo một vòng vòng qua chợ đây, xong rồi mình cũng sẽ dừng ăn một thưởng thức một bát bún hoặc bát phở gì ở chợ này cho mọi người nhé. Và rất là nhiều lợn quay đang được bán tại chợ này. Và ngày buổi trưa này mọi người ngồi quán ăn rồi. Vâng, ở người khu vực này thì mình nghĩ là toàn những cái chỗ để dùng để bán ăn uống thôi. Vâng, đây là cái chỗ chính chợ ở trong này nhé. Vâng, chỗ chính chợ ở trong này này. Chợ Vạn Linh ngày hội, vâng. Mình sẽ tiếp tục vào bên trong này nhưng mà đi chật quá mọi người ạ. Giờ trưa là mọi người đang tranh thủ ăn uống. Ôi, hả? Vâng, giờ này đang là giờ trưa rồi mọi người nhé. Mọi người đang đi tìm chỗ ăn, chỗ uống rất là nhộn nhịp đây. Mình sẽ tiếp tục đi ra đằng này và cái hình chia sẻ cho mọi người biết một chút ở khu vực cảnh chợ hội ngày hôm nay ở đây quý vị nhá. Hello, hello. Vâng, chào. Ôi, nhà mình đã bán hết rồi hả? Lại còn một con này từ sáng giờ mấy con rồi? 6 con á? Ôi rồi. Ngày hội hôm nay thì bán được nhiều đấy nhỉ? Thế là từ giờ đến tối còn mấy con đã đi được? Cái ngày hơn chục con. Kiện. Tính đơn giản mỗi con lãi 1 triệu. 2-3 triệu. Thì tính ít thôi, là con lãi 1 triệu thôi. Giờ rồi chúc ngày hội bán hàng may mắn nhá. Và cho năm mới chúc năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển qua chỗ là một chút kia đây. Ở đây cái khu này người ta bán quần áo. Và ở trong này thì quần áo nùng. Vâng, đi đâu cũng có lợn quay. Đặc sản các hội vùng cao này thì không thể thiếu được món lợn quay rồi. Chào các chị gái xinh đẹp. Anh đang đi ghi hình chợ hội. Ghi hình chợ hội. Có chứ. Nếu mà nói về tiêu chuẩn thì các anh các chị ở đây thì lại quá đạt tiêu chuẩn để ghi hình. Rồi chào
chị em anh nhá, em lên ghi hình một chút. Và mình vâng, trời hiện tại thì đang nắng mọi người nhé. Ở chỗ này thì cho nên người ta toàn bán quần áo thôi. Lợn quay này, dọc ở đây toàn các hàng lợn quay. Và mình sẽ đi một vòng ra ngoài này thôi quý vị ạ. Ra qua cái chỗ này thì kết hợp với lại vào trong kia người ta toàn bán cái quần áo. Ở trong nhà nó hơi tối. Và mình sẽ đi qua vào trong này quý vị nhá. Đây thì không biết là đi kiểu gì ta. Lần quay lần quay. Chỗ nào cũng lần quay quý vị nhá. Xin chào, xin chào. Hello, xin chào. Và ở đây các giờ chỉ các hàng quán nước đông khách rồi đây này. Rồi rồi, chào anh em nhá. Ơi. Mình đi ghi hình nhá, ghi video nhá. Mình ở bên Lùng Ngạn Bắc Giang thôi, kênh mình kênh Xuân Muộn TV. Xuân muộn. Thông cảm một tí. Tí mình còn đi lái xe về bên kia nó hơi ấy một tí thôi. Rồi cảm ơn anh em nhiều nhá. Chúc năm mới chúc sức khỏe nhá. Chào anh em nhá. Anh em nếu mà có vào kênh Xuân Muộn TV để xem hình ảnh để kỷ niệm thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh nhá. Xuân Muộn TV. Xuân muộn. Vâng. Xuân Muộn TT. TV. Rồi rồi, chào anh em đi quay chợ một tí ạ. Mà đứng lên phóng nhỉ. Hay đấy nhỉ. Vâng. Mình sẽ tiếp tục ghi hình vào bên trong này quý vị nhá. Vâng, mọi người giờ thì toàn các ra. Chào anh em nhá. Toàn các quán ăn đây, nước uống rồi bún phở ở đây quý vị nhá. Đang giờ trưa. Vâng, ở đây thì đang nhiều chỗ ngồi, trưa đầu giờ chiều rồi mọi người có chỗ ngồi nhiều hơn rồi. Lúc sáng này thì lúc khoảng trưa thì chắc là rất là đông, không có chỗ ngồi, nhưng bây giờ thì mọi người đã ăn một phần rồi. Xin chào các bạn nhé. Ừ, quay ở đây. Đi quay chợ để xem nào. Quay người đẹp đây. Đấy, người đẹp quay lại nào. Người đẹp quay về đây. Mình sẽ đi một vòng ở cái chỗ chợ này xong rồi. Và đặc biệt này thì người ta cũng bán thịt, tức là người ta bán hết thịt rồi. Ở trong này thì toàn quần áo nữa, chỗ bán quần áo nhá. Và hôm nay mình tiện qua đây thì mình chia sẻ cho mọi người biết về cái chỗ chợ Vạn Linh nó như thế nào. Thì tiện ngày hội này thì mình chia sẻ cho mọi người biết một chút. Và mình sẽ đi ngược trở ra thôi. Đấy, quán nước này. Vâng, trời hôm nay thì nó lại nắng. Thời tiết đẹp. Chợ Vạn Linh. Vâng, chợ này và nếu mình hỏi có chị ngoài kia thì họp vào ngày 17 và ngày 2 quý vị nhá. Năm cũng thuộc chợ phiên 5 ngày một phiên. Thì họp vào ngày mùng 2 và mùng 7 hàng tháng, cứ gọi là ngày 7, ngày 2 chứ không phải là ngày mùng 7 với ngày mùng 2, cứ 7 ngày 2 và ngày và ngày 7. Chị đấy, cái đúng hợp đấy.
chả có mang béo gì. Xong không mang của tao đây nó có nhưng mà sao đây không được. Đấy, quán nước rất là đông khách này. Thì nên mình sẽ đi di chuyển ra cái khu vực ở ngoài kia nhé, chỗ vừa nãy mình có đi vào đó. Ở trong này thì mình đi một vòng vòng, ở trong này gần hết cái chỗ chợ trong này rồi nhé. Dâu cỏ, các kiểu. Chợ hội thì lại chán hơn chợ thường. Chợ hội người ta toàn đi hội thôi. Ôi giời. Cô bòn đi con. Cô bòn đi ăn. Mía bán như thế nào đây? Bán tính cây à? Mình đang đi chơi. Không quay đâu. Toàn người xấu xí quay đâu. Đi ra chỗ này đẹp quay thôi. Vâng vâng. Đang đi ra đấy. Và cái chỗ này thì sẽ là tôi ra người ta hẹp đấy. Đây là khó ra đây. Hello. Vâng, xin chào. Và mình lại đi qua cái chỗ và đây mình chen qua đây này, quý vị ạ. Đúng là người hội chưa có ông nào mà đẹp như đây. Sao mùa này vẫn có nhãn là sao nhỉ? Nhãn miền Nam, nhãn miền Nam bây giờ có đắt không? 40.000 một cân à? Nhãn 40.000 một cân. Vâng, chắc tí nữa mọi người sẽ dồn ra ở cái chỗ trại ngoài kia mọi người ạ. Tí nữa mình sẽ ghi hình và chia sẻ cho quý vị và các bạn biết cái trại nữa, cái khu vực cắm trại ngày hội hôm nay. Ơi lại gặp đây rồi. Hai cái áo gì thế này á? Được không? Phải mua cả quần nó mới vào bộ của nó chứ. Không có à? Họ toàn mua cái áo, toàn bán cái áo đấy à? Cái sư này cái lái xe đúng không? Tháp Bạc Hà đó. Sư nông lái tên mà. Cái cây à? Và mình đang đi cái chỗ ngoài trại ngoài kia mọi người nhé. Đang đi dần ra. Đó, đây là ngày chợ hội đông ra, mọi người đông hơn. Chợ thường. Gần hết giặt chỗ rồi. Đi bán đó
Và mọi người chiều thì thấy đông hơn. Vâng, ngày hội năm nay mọi người đông bán phú. Và ngoài đấy đang nhảy rồi. Và ngoài đây đang mọi người đang nhảy ngay cái chỗ nhà mà ngay ở chỗ đường ấy. Vâng, khá là đông đến thời điểm hiện tại, đường khá là đông luôn rồi. Vâng, đang nhảy. Rồi. Mình ra đến gần đâu một chỗ ngoài cổng ngoài này rồi mọi người nhá. Và mình sẽ tiếp tục đi ra ngoài chỗ cổng và đấy mình có chia sẻ cho quý vị còn lúc đầu vào ấy. Và ngay sau mình thì đang có một cái tốc nhảy. Tí mình sẽ ra ở chỗ khu vực ở ngoài trại ngoài kia ghi hình tiếp mọi người cái clip thứ hai tiếp theo ở trên chuỗi ngày hôm nay mình sang bên này quý vị nhá. Mình sẽ làm ba cái clip. Một thì clip về lận quay, hội thi lận quay trong buổi sáng, cũng như là toàn cảnh về cái khu vực cắm trại ở chỗ sân vận động xã. Mới hẹn gặp lại. Rồi mình ra đến cái khu vực ở ngoài đường ngoài này rồi quý vị ạ. Ôi ở đây toàn là các chị bán rất là nhiều các sản phẩm từ cây rừng, dược liệu. Các sản phẩm dược liệu. Hai bưởi đây. Hai bưởi nào. Rồi mình ra ngoài đường, ngoài đường rồi. Rồi mình đang đến ngoài đường rồi nhé. Cái chỗ vừa nãy mình có ghi hình lúc đầu ấy. Mình cái chỗ trước mặt mình ra này sẽ ra đến cái chỗ sân bóng. Và ở ngoài kia đã cắm trại ở cái khu vực ngoài sân bóng ngoài kia mọi người nhé. Đang cái chỗ cắm trại ngoài kia. Và bây giờ mình sẽ có lẽ mình sẽ dừng lại cái video của mình tại đây nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của mình trong buổi chiều ngày hôm nay tại chợ Vạn Linh, Chi Lăng, Lạng Sơn, cái ngày hội mùng 2 tháng 2.